Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa ngày 23 tháng 10 tại thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc giữa xe máy và xe đầu kéo khiến một cô gái trẻ tử vong tại chỗ. Sau khi cô gái qua đời, rất nhiều bằng hữu của cô đã vào Facebook cá nhân để lại lời yêu thương xót, khổ sở và mong cô an nghỉ nơi chín suối. Nhưng khi theo dõi những dòng chia sẻ sau cùng của cô trên trang cá nhân, không ít người giật mình vì ta tớt cách đây không lâu của cô. Tôi thường xuyên lo âu sẽ mất đi một ai đó. Thế nhưng nhiều khi tôi cũng tự hỏi rằng, liệu sẽ có một ai lo âu rằng họ sẽ mất đi tôi hay không? Dòng chia sẻ trước ngày cô gái trẻ bắt gặp nạn không lâu. Một trong những ta tớt sau cùng của cô gái trẻ trước ngày tử nạn. Ảnh Facebook. Ta tớt đầy tâm trạng của cô gái cách ngày xảy ra tai nạn không lâu khiến không ít người cảm thấy xót xa, đau lòng, tiếc yêu thương cho cô gái trẻ đoạn mệnh. Vụ tai nạn cướp đi sinh mệnh của cô gái trẻ xảy ra vào trưa ngày 23 tháng 10, đoạn đi qua 304 hướng Yên Lạc Vĩnh Yên. Khi qua giao lộ với 303 một đoạn, cô gái bị trượt trượt bởi đống cát ở mép đường. Vừa lúc đó xe đầu kéo lưu thông cùng chiều phía sau chạy tới đã không xử lý kịp nên cán qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, cô gái sinh tươi tên Phường Y, sinh năm 1999, quê ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái trẻ tử